Mới đây, hệ thống thanh toán thông minh EMV OpenLog vừa được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào mở rộng trên mạng lưới xe buýt. Qua đây mở ra một tiến bộ mới trong nâng cao trải nghiệm của hành khách khi tham gia phương tiện công cộng, đồng thời hướng đến xây dựng giao thông thông minh với thanh toán không tiền mặt. Theo đó, hệ thống thanh toán EMV OpenLog là mô hình cho phép hành khách sử dụng phương tiện thanh toán sẵn có như thẻ ngân hàng hay ví điện tử để mua vé xe buýt. Đây là một phương thức tiện lợi hiện đại đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Singapore, Úc, Mỹ. Trong giai đoạn đầu, hệ thống thanh toán thông qua thẻ phi vật lý Mastercard trên ví điện tử thiên của Bidiva. Sau đó sẽ được mở rộng trên toàn bộ các thẻ Mastercard của các ngân hàng trong và ngoài nước. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm được 15 trên 23 tuyến xe buýt, tổng cộng 284 xe có thẻ ngân hàng chuẩn EMV. Trong vòng 3 tháng tới, khi đưa vào vận hành chính thức với quy mô 200 xe buýt, hệ thống thanh toán tự động ứng dụng công nghệ tiên tiến được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng giảm nhu cầu trao đổi tiền mặt. Không chỉ mang đến sự linh hoạt cho hành khách, việc sử dụng công nghệ mới này đã giúp các đơn vị vận tải tối ưu vận hành và quản lý đội xe hiệu quả, từ đó góp phần thúc đẩy thanh toán số toàn diện, hướng đến nền kinh tế không tiền mặt tại thị trường Việt Nam.